Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ đi xin một ít giống cây húng nùi. Ở quê mình gọi là cây húng nùi, mang về trồng. Và mình sẽ tận dụng cái căn nhựa để trồng cái loại cây này. Nếu quý vị và các bạn mà ra chợ thì có thể là mua ngọn thì sẽ có dạng như này, thì mình cũng có thể trồng được ở trên chậu, hoặc có thể tận dụng được các chậu cảnh mình cũng có thể trồng được. Nhưng tiện đây thì mình xin được cả cái gốc của nó, cho nên trồng sẽ dễ sống hơn. Và hôm nay mình sẽ tận dụng các cái can nhựa đã bỏ đi và thùng sơn nhỏ để trồng cái loại này. Và muốn trồng được thì chúng ta phải chuẩn bị đất trồng. Quý vị các bạn có thể tận dụng các cái cây quất ngày Tết chúng ta không chơi nữa, thì tận dụng các cái loại đất đấy để trồng, hoặc là trồng kèm trên các cái chậu cái cảnh. Và ở các cái đáy chậu này chúng ta lên để lỗ thoát nước. Nếu không may mà gặp mưa nhiều thì nó cũng bị sũng nước. Chúng ta thấy là thời tiết mùa xuân độ ẩm rất cao, rất thuận lợi cho cái việc trồng các loại cây trồng nói chung. Và cây húng này thì trồng quanh năm được. Với cây giống như này thì mình có thể cắt ra làm nhiều đoạn để mình trồng. Nếu quý vị và các bạn mua ngoài chợ thì chủ yếu là ngọn như này thì có thể trồng được. Mình xin được cả gốc của nó cho nên trồng rất là nhanh phát rễ và lên mầm. Và với chậu như này thì khoảng nửa tháng sau thì cây lên rất là nhiều mầm, và chúng ta có thể cắt hết cái lớp ngọn đầu tiên đi, thì sau này nó sẽ thu hoạch một đợt thì nó sẽ lên đồng loạt hơn. Và các cái chậu khác cũng như vậy. Và cái cây thùng sơn này các bạn nhớ là để đỗ thoát nước ở dưới, bởi vì được vào mùa mưa thì nó tránh bị động nước ở trong chậu này, làm cho cây bị chết. Hoặc là chúng ta có cái chậu cây cảnh, chúng ta có thể là trồng kèm được. Cây húng lủi này rất là dễ sống. Nếu chúng ta mà trồng vào cái thời tiết mưa xuân như này thì đảm bảo sống 100%. Sau khi chúng ta trồng xong thì chúng ta chịu khó giữ ẩm hàng ngày. Chúng ta có thể dùng nước gạo để giữ ẩm và cung cấp dinh dưỡng cho cái cây húng lủi này. Và cứ mỗi một tháng chúng ta thu hoạch một nứa thì chúng ta bón cho một đợt lân, thì chúng ta sẽ có rau húng lủi ăn quanh năm. Video của mình kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.